Tối ngày 30 tháng 12, lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và công nhận Đà Lạt tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO đã diễn ra tại quảng trường Lâm Viên. Đây là sự kiện ý nghĩa vào dịp cuối năm, thu hút du khách và người dân đến tham dự, đánh dấu 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển. Chương trình nhằm nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, phát triển thành phố Đà Lạt ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Tại chương trình, câu chuyện về 130 năm hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt từ năm 1893 đến năm 2023 được kể bằng sân khấu nghệ thuật. Sự kiện có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Trúc Nhân, Hà Nhi, nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, Khánh Linh, Lân Nhã. Cùng với đó là màn pháo hoa nghệ thuật nở rộ trên bầu trời Đà Lạt, đánh dấu cột mốc mới đầy tự hào của thành phố và mở ra một trang mới với những thành công hứa hẹn.